Những dòng nước thải màu xanh lè, nổi bọt trắng xóa chảy xối xả ra môi trường, đang đầu độc dòng sông Hồng. Lần theo dấu vết của dòng nước ô nhiễm này thì thật bất ngờ nó lại xuất phát từ công ty cổ phần giặt mài Đồng Tâm, có địa chỉ tại thôn Nam Uyên, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Mặc dù đã bị Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng vì hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường, nhưng công ty cổ phần giặt mài Đồng Tâm vẫn chứng nào tật đấy, ngang nhiên xả thải không qua xử lý ra sông Hồng. Nhận được phản ánh của người dân thời gian qua, công ty cổ phần giặt mài Đồng Tâm vẫn tiếp tục xả nước thải có màu xanh lè, bốc mùi nồng nặc ra môi trường. Phóng viên tòa soạn môi trường và cuộc sống môi trường.net.vn đã trở lại đây để xác minh sự việc. Theo ghi nhận của phóng viên, vào khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2019, những dòng nước thải màu xanh lè, nồng nặc mùi hóa chất từ ống xả thải của công ty giặt mài Đồng Tâm đang chảy xối xả ra môi trường và lan ra xung quanh tạo thành hai màu rõ rệt, cùng với đó là những mảng bọt trắng xóa. Dòng nước thải này đã xả ra ở đây suốt một thời gian dài nên cũng khiến cây cối, đất xung quanh nhuốm một màu xanh. Bên trong nhà xưởng thì vẫn sập xệ, máy móc, công nhân vẫn đang hoạt động bình thường, vi phạm nghiêm trọng luật bảo vệ môi trường. Nhưng theo ông Nguyễn Văn Thể, quản lý công ty giặt mài Đồng Tâm cho biết, công ty chưa được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định và xin khất với cơ quan chức năng cho hoàn thiện dần dần. Sau đó, phóng viên hỏi công ty xin khất bằng văn bản hay bằng miệng và ai cho phép thì ông Thể không trả lời được. Đây hỏi anh là từ khi công ty bị xử phạt tới 70 triệu đến nay, đoàn Ủy ban huyện Thanh Trì đã xuống hậu kiểm sau khi quyết định đã có hiệu lực hay chưa? Thì bên này thì chúng em cũng đã xin khất để chúng em có thể trả lời miệng, cũng là xây nạp bể rồi cải tạo cái hệ thống xử lý. Thì chúng em xin khất được một thời gian, chúng em sẽ xử lý dần dần theo đúng theo cái kế hoạch và chỉ tiêu ạ. Mà đây là anh có văn bản chính thức không hay là xin khất bằng miệng? Văn bản này ai gửi ai, cơ quan nào? Và gửi văn bản thì cơ quan nào cấp phép cho anh, đồng ý cho anh là việc xả thải như hiện nay? Nhận thấy hành vi xả nước thải trái phép của công ty giặt mài Đồng Tâm gây ảnh hưởng và hệ lụy nghiêm trọng đến môi trường, phóng viên đã thông báo với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hà Nội đề nghị vào cuộc xử lý. Bên cạnh đó, phóng viên cũng đã liên hệ với ông Đặng Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì và ông Hùng, trưởng công an huyện để thông báo vụ việc nhưng đều bất thành. Sau đó, phóng viên đã liên hệ với ông Trử Minh Quân, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì. Ông Quân cho biết sẽ báo cáo ủy ban để bố trí cán bộ xuống hiện trường, nhưng đến 21 giờ tối cùng ngày vẫn không thấy bất kỳ bóng dáng phòng ban chuyên môn nào phối hợp xử lý vụ việc. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Duyên Hà cho biết: "Theo tôi lập biên bản cũng giao nhiệm vụ cho công ty nào ạ? Giao nhiệm vụ công ty là yêu cầu công ty phải hoàn thiện tất cả các hồ sơ về cam kết môi trường. Và thứ nhất, cái thứ hai nữa là phải xử lý cái bể coi như là xả thải chứ không thể để thế được. Chúng tôi cũng giao nhiệm vụ cho công ty đào hoa, coi như là yêu cầu công ty là khi nào khắc phục xong thì bắt đầu đủ coi như là tư cách chứng nhận để tiếp tục hoạt động. Sau đó kiểm tra xong thì bắt đầu đến công ty coi như là môi trường của viện cũng vào kiểm tra, cũng phối hợp cùng xã vào kiểm tra, xong người ta quyết định xử phạt. Quyết định xử phạt xong bắt đầu vừa rồi chúng tôi tiếp tục kiểm tra. Thì công ty thì chưa thấy khắc phục thì tôi đã yêu cầu công ty là cứ dừng hoạt động để coi như là hoàn thiện tất cả cái hồ sơ đủ về cam kết môi trường của một. Phòng cháy thứ hai và thứ ba là coi như là phải xử lý cái bể để coi như lắng lọc để coi làm sao đảm bảo môi trường trước khi đưa nước ra ngoài môi trường. Đi kiểm tra nhưng mà xong đã giao nhiệm vụ rồi nhưng mà thực tế mà nói là cũng là chưa kiểm tra lại. Nói chung là công ty nếu mà bây giờ chúng tôi vào kiểm tra rồi mà công ty hoạt động vẫn tiếp tục hoạt động thế là sai rồi. Là công ty đấy là vẫn là chống đối để hoạt động đánh chúng tôi, chứ còn đúng là chúng tôi vào kiểm tra là không hoạt động. Tôi đi là có cả trưởng thôn đi chứ không phải là không. Tôi đi lấy được đâu, nó vào trưởng thôn nào thì kiểm tra cùng cả công an, phó công an đi kiểm tra hết. Nói chung là càng làm được càng một cái sai, thế nhưng mà thôi là sai ít sai nhiều thôi. Hướng này thì chúng tôi là sẽ coi như giao cho cán bộ chuyên môn, tôi là sẽ tiếp tục xuống kiểm tra và coi như là đôn đốc coi như là công ty hoàn thiện hồ sơ thủ tục giấy tờ. Và hai nữa là bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục coi như là để tham mưu để coi như là ra quyết định xử phạt đối với công ty này. Mà đối với công ty này nếu mà xử phạt ở xã thì cái mức xử phạt nó cũng rất coi như là gì. Và chính vì vậy mà coi như là chúng tôi có khả năng là phải có công văn về coi như là bên trên huyện để coi như là huyện cùng phối hợp về để giải quyết cùng xã. Chắc chắn là tôi xuống phải là yêu cầu cán bộ chuyên môn tôi xuống là phải có cái biên bản, phải là yêu cầu công ty dừng tất cả các hoạt động để coi như là hoàn thiện hồ sơ. Nếu mà công ty cố tình hoạt động thì chúng tôi là sẽ coi như là mời coi như là trên huyện về để phối hợp để cùng xử lý đối với công ty này.
Câu hỏi đặt ra sau khi ra quyết định xử phạt thì Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì có tổ chức hậu kiểm đối với công ty giặt mài Đồng Tâm hay không, hay chỉ xử phạt lấy thành tích rồi để đó. Một điều khiến người dân hoài nghi là với nước thải như vậy, nhưng theo nội dung phản hồi của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đối với cơ quan báo chí thì kết quả thông số pH của công ty giặt mài Đồng Tâm nằm trong giới hạn cho phép. Liệu Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã kiểm tra thực sự minh bạch khách quan? Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, đình chỉ hoạt động hành vi xả thải, hủy hoại môi trường của công ty giặt mài Đồng Tâm. Tòa soạn môi trường và cuộc sống, môi trường.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong những phóng sự tiếp theo.